Xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là phép chia phân số cho phân số, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về phân số trước, được chưa? Đây, ví dụ như 2/3, đây gọi là phân số, được chưa? Phân số, được chưa? Hai người ta gọi là tử phân số, hai người ta gọi là tử số, ba người ta gọi là mẫu số. Được chưa? Ở phân số gồm có trên gọi là tử số, dưới gọi là mẫu số. Được chưa? Còn cái dấu này người ta gọi là dấu phân, và đọc hết luôn là 2/3 người ta gọi là phân số 2/3. Được chưa? Cả cái đống này người ta gọi là phân số. Hiểu như vậy ạ? Rồi thì mình biết rằng điều gì ạ? Mình biết điều gì nha? Tiếp tục phân số đảo ngược hay còn gọi là nghịch đảo, nghịch đảo. Được chưa? Ví dụ 2/3 có phân số đảo ngược hay còn gọi là nghịch đảo, phân số nghịch đảo, được chưa? Không biết mà ở cấp dưới thì nó dùng cái từ gì và cấp trên thì nó dùng cái từ gì các bạn. Đảo ngược hoặc là nghịch đảo thì bạn nhớ giúp mình, tử sẽ xuống mẫu, mẫu sẽ lên tử, được chưa? 2/3 nghịch đảo đi, đổi vị trí nha, đổi vị trí nè, bắt đầu bằng 3/2, được chưa ạ? Đó, ví dụ tiếp một bài nữa nha. Ví dụ như 4/5 nghịch đảo có phân số nghịch đảo hay đảo ngược là bao nhiêu ạ? Đón giùm mình 5/4, chưa? Mẫu lên tử, tử xuống mẫu, được chưa? Rồi, khi mà các bạn đã biết phân số nghịch đảo hay gọi là đảo ngược rồi thì các bạn sẽ làm phép chia rất là đơn giản, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ, ví dụ như 2/3 chia cho 4/5 luôn đi, được chưa? Thì mình sẽ thấy là phép chia nè, chuyển thành phép nhân, phân số đầu viết lại 2/3 nhân nè, phân số thứ hai các bạn nghịch đảo nè, nghịch đảo nè, đổi vị trí đi thành 5/, dấu này dấu nhân các bạn, 5/4, được chưa? Rồi thì phép nhân hai phân số các bạn lấy tử nhân tử, được chưa? 2 × 5 nè, mẫu nhân mẫu là 3 × 4 nè, được chưa? 2 × 5 bằng 10, được chưa? 3 × 4 bằng 10, 12. Và các bạn nhìn quan sát giúp mình coi các bạn có thể rút gọn được không nha. Thì mình thấy là 10 chia được cho 2 và 12 cũng chia được cho 2. 10 chia 2 được 5, 12 chia 2 được 6, ổn chưa? Đó, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa, được chưa? Các bạn lớp 4 thì ở đây các bạn đã biết giải rồi, tới đây là các bạn đã biết giải rồi. Còn đây là lớp 6 nha các bạn. Lớp 6 thì sẽ học tới những cái phân số có dấu trừ vô thôi, không có gì cả. Ví dụ về -2/3 chia cho -1/2, được chưa? Nhớ nhân hay chia số âm các bạn để ngoặc vô cho nó an toàn. Thì cái phân số đầu các bạn viết lại giúp mình, được chưa? Rồi chia nè, chuyển qua thành nhân nghịch đảo nè, nhân nghịch đảo đi, -1/2 thành 2/(-1), được chưa? Mẫu lên tử, tử xuống mẫu, được chưa? Thì phép nhân này cũng vậy, lấy tử nhân tử, mẫu nhân nhân mẫu, -2 nhân, dấu này dấu nhân nha, -2 đó, và 3 × -1. Rồi đối với phép nhân thì các bạn lấy số nhân số, 2 × 2 bằng 4, mấy dấu trừ à? 1 dấu trừ thì thêm dấu trừ, hoặc là các bạn nhân nè, đây là dấu trừ, đây là dấu gì à? Không có dấu là dấu cộng, được chưa? Cộng trừ nhân cộng ra trừ, cộng nhân trừ ra trừ, được chưa? Rồi các bạn nhìn giúp mình, ở trên có dấu trừ, ở dưới có dấu trừ, thì nhớ giúp mình hai cái dấu trừ nhân hay chia, hai cái dấu trừ nhân hay chia ra dấu cộng, được chưa? Trừ chia trừ ra cộng, vậy ra 4/1. Và mình biết rằng gì ạ? Mẫu là 1 thì phân số đó chính là số tự nhiên, vậy là 4/1 chính bằng 4. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn bài tập các bạn giải giúp mình. Bạn ở lớp 4, lớp 5, lớp 6 thì các bạn giải đúng cái kiến thức của mình nha. Còn bài nào mà của lớp cao thì các bạn không cần giải. Ví dụ bài tập 7/2 chia 6/5, câu A. Câu B, 8/7 chia 12/5,
Câu C, 1 phần 3 chia 7 phần 8. Và câu D, 7 trừ 7 phần 2 chia trừ 8 phần 5. Đó, trừ 2, 2 phần 3 chia 4 phần trừ 2 trừ 3. Rồi, bạn giải giúp mình bài nào làm được thì làm, còn bài nào không làm được thì comment ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra lại coi bạn nào giải đúng hay giải sai các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment ở phía dưới giúp mình để mình khắc phục những cái đoạn clip sau trở nên hay và thông dụng hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.